Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 7 tháng 7 năm 2023, tức ngày 20 tháng 5 âm lịch ngày Bính Dần, trực, nguy, xấu mọi việc. Tuổi xung ngày, giáp thân, nhâm tuất, nhâm thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Nam, hướng Đông. Xem tiểu vi hàng ngày dự báo 4 tuổi phát tài phát lộc trong ngày thứ 6 này sẽ là tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tiểu vi ngày 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thủy sinh mộc, báo hiệu những tin mừng trên phương diện tình cảm cho người tuổi Tý. Bạn luôn tìm cách đem tới những niềm vui cho nửa kia, khiến tình cảm đôi bên luôn nồng nàn như thuở mới yêu. Người độc thân cũng mong muốn tìm được một nửa kia của mình, vì thế mà bạn chủ động hơn trong việc tham gia các buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè. Bạn có thể tìm được một người phù hợp vào ngày hôm nay đấy nhé! Chính quan chỉ đường dẫn lối, con giáp này đã biết lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và cân nhắc vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhờ vậy mà mọi việc có thể giải quyết một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tình cảm đôi bên luôn nồng nàn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, chủ động hơn trong việc tham gia các buổi tụ tập, giao lưu với bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có thể tìm được một đối tác phù hợp. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, biết lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, mọi việc có thể được giải quyết một cách thuận lợi và nhanh chóng. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, thương quan soi chiếu, mọi việc tiến triển không mấy thuận lợi trong thời điểm này. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn nên hỏi lại ý kiến của lãnh đạo hoặc tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, đừng làm việc theo cảm tính. Với người làm lãnh đạo, bạn chớ nên hà khắc quá với cấp dưới của mình. Nếu cấp dưới không cố tình phạm lỗi thì bạn không nên trách phạt nặng nề, gây ảnh hưởng chung cho cả tập thể. Hãy hành xử rộng lượng hơn, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng hơn. Mộc khắc thổ, có thể những hành động bạn cho là đúng lại khiến nửa kia tổn thương. Con giáp này cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đừng tự coi mình là trung tâm, lấy cảm xúc của mình để phán đoán cảm xúc của người khác. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nếu còn điều gì chưa rõ, bạn nên hỏi lại ý kiến mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, đừng làm việc theo cảm tính, dẫn đến những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, chớ nên hà khắc quá với mọi người, hãy rộng lượng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nếu người khác không cố tình phạm lỗi thì bạn không nên trách móc nặng nề. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đừng tự coi mình là trung tâm. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thiên ấn phù trợ, người tuổi Dần có thể gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt lãnh đạo. Cách nghĩ, cách làm mới mẻ của bạn có thể giúp cho những việc tưởng chừng bế tắc được giải quyết gọn gàng. Vì thế, dù là người mới trong tập thể đi nữa, bạn cũng đừng ngại nêu lên ý kiến, quan điểm của mình. Có thể bạn sẽ thổi được một làn gió mới vào tập thể, vốn đã đi theo lối mòn quá lâu. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bạn dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có thể gây được ấn tượng sâu sắc trong mắt lãnh đạo. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, cách nghĩ, cách làm mới mẻ, giúp giải quyết nhiều bế tắc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đừng ngại nêu lên các ý kiến, quan điểm của mình cho mọi người cùng biết. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, hãy nghỉ ngơi đúng lúc để khỏe mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Con số may mắn 9, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
Nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Mão nhận ra được điểm mạnh của mình. Vì muốn gây ấn tượng với cấp trên nên bạn làm việc gì cũng rất quyết tâm và tâm huyết. Công việc của bạn có thể đạt được thành tích tốt trong ngày hôm nay. Nếu túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư. Bạn có cơ hội kiếm về một khoản tiền khá triển vọng. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Bạn và người ấy nên trò chuyện với nhau nhiều hơn để giải quyết những bất đồng còn tồn tại. Khi đã hiểu nhau hơn, các cuộc tranh cãi cũng sẽ ít dần đi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, làm việc gì cũng rất tâm huyết. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, công việc có thể đạt được thành tích tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn có cơ hội kiếm về một khoản khá triển vọng nếu đầu tư đúng chỗ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, vợ chồng nên trò chuyện với nhau nhiều hơn để giải quyết những bất đồng còn tồn tại. Con số may mắn 6, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, mộc khắc thổ khiến người tuổi Thìn trở nên quá mức nhạy cảm với những lời khuyên từ nửa kia. Đừng cho rằng đối phương khó tính, người ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Với người độc thân, bạn quá lạnh lùng và kiêu ngạo nên tự đưa ra rào cản khiến người khác giới không dám tiếp cận. Nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân, bạn nên niềm nở hơn với mọi người, đừng có suy nghĩ coi thường người mình chưa hiểu rõ. Thực thần trợ mệnh, phương diện tài chính báo về tin vui cho con giáp này. Bạn nhận được khoản thù lao từ những hợp đồng với đối tác. Vì đã khẳng định được vị thế của mình nên bạn ngày càng ký kết được nhiều hợp đồng hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đừng quá mức nhạy cảm với những lời khuyên từ nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, hãy tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình, làm quen với các đối tác. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, quá lạnh lùng nên tự tạo ra rào cản khiến người khác giới không dám tiếp cận. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đừng có suy nghĩ coi thường người mình chưa hiểu rõ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng cho rằng nửa kia khó tính, người ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Bạn đang hành xử khá bốc đồng và không chịu hợp tác với mọi người xung quanh. Nếu cứ giữ cách hành xử như vậy thì bạn sẽ gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ và tiến độ công việc của mình. Đã đến lúc bạn nhìn thẳng vào những khuyết điểm của bản thân và có hướng sửa đổi. Chẳng ai có thể tài giỏi trên tất cả các phương diện, nhưng chỉ cần khiêm tốn, chịu học hỏi và thay đổi thì bạn sẽ phát triển rất nhanh. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, hành xử khá bốc đồng và không chịu hợp tác với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, cách hành xử kiêu ngạo sẽ gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cần nhìn thẳng vào những khuyết điểm của bản thân và có hướng sửa đổi. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, chỉ cần khiêm tốn, chịu học hỏi và thay đổi thì bạn sẽ phát triển rất nhanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn gặp may. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trải qua một ngày thuận lợi. Về cơ bản, các công việc bạn cần giải quyết hôm nay đều là những việc bạn đã xử lý quen tay. Vì thế mà bạn cảm thấy rất tự tin, thậm chí bạn còn hướng dẫn người khác. Người làm kinh tế có thể xem xét đến ký kết hợp đồng với các đối tác nếu bạn đã tìm hiểu kỹ các thông tin về đối phương và dự án trước mắt. Đôi bên hợp tác ăn ý có thể giúp lợi nhuận kiếm về nhiều hơn dự kiến. Mộc sinh hỏa, phương diện tình cảm cũng báo tin vui cho con giáp này. Bản mệnh rất trân trọng những gì người ấy dành cho mình và cũng đáp lại đối phương bằng một tình cảm tương tự. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tự tin giải quyết công việc một cách nhanh chóng và thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn có thể hướng dẫn người khác làm cùng để đạt được thành công như mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có thể xem xét đến việc ký kết hợp đồng với các đối tác. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đôi bên hợp tác ăn ý có thể giúp lợi nhuận kiếm về nhiều hơn dự kiến. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn rất trân trọng những gì người ấy làm cho mình. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 19 giờ đến 12 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi,
thương quan cản lối, người tuổi Mùi làm lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong ngày hôm nay. Bản mệnh quá tin tưởng vào bản thân nên không nhận ra được những nguy cơ tiềm ẩn. Với người làm công ăn lương, bạn nên chú ý tuân theo các quy tắc của tập thể, không nên làm mọi việc theo ý mình. Nếu bạn không biết cách hợp tác thì việc gì cũng làm không xong, thậm chí gây phiền phức cho người khác. Mộc khắc thổ, con giáp này không nên tự cho mình là người đúng đắn, rồi lại đổ mọi tội lỗi lên đầu của nửa kia của mình. Một khi có khúc mắc xảy ra, cả hai người đều phải có thiện chí cùng giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn có thể đưa ra những quyết định thiếu chính xác trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, quá tin tưởng vào bản thân nên không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nên chú ý tuân theo các quy tắc của tập thể, không nên làm mọi việc theo ý mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, nếu bạn không biết cách hợp tác thì việc gì cũng không làm xong. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, không nên tự cho mình là người đúng đắn rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu của nửa kia. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ghi, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, cục diện tương xung ám hại, người tuổi Thân không mấy nhiệt tình trong công việc vào ngày hôm nay. Bạn thường tìm cách đùn đẩy trách nhiệm hoặc có làm thì cũng chỉ là một cách đối phó để không bị trách phạt. Hãy chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình, đừng để tình trạng này kéo dài, nếu không bạn sẽ trở thành người tụt hậu. Bạn vốn là người có tài năng, vì thế đừng để sự lười biếng khiến tài năng của mình bị uổng phí. Kim khắc mộc, người còn độc thân nên chân thành hơn trong chuyện tình cảm. Đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Nếu bây giờ bạn thiếu trách nhiệm, thì tương lai bạn sẽ phải nếm trái đắng do chính mình gây ra. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, không nhiệt tình làm việc, thường tìm cách đùn đẩy trách nhiệm. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đừng làm việc với tinh thần đối phó, chỉ để không bị phạt. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy chấn chỉnh tinh thần làm việc của mình nếu không muốn tụt hậu. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đừng để sự lười biếng khiến tài năng của mình bị uổng phí. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên chân thành hơn, đừng giữ quan hệ mập mờ với nhiều người. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chính tài trợ mệnh, người tuổi Dậu được đón nhận tin mừng trên phương diện tài chính trong ngày hôm nay. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, nhận được lòng tin của khách hàng nên khoản tiền thưởng nóng hoặc lời lãi không hề thiếu. Nếu đang có một khoản tiền dư giả trong tay, bản mệnh có thể thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư, bạn có thể kiếm thêm về một khoản tiền khá triển vọng đấy. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Kim khắc mộc, đã đến lúc bạn nhìn lại bản chất mối quan hệ giữa mình và người ấy. Đừng cố theo đuổi những điều quá xa vời. Nếu có thể cố gắng, cả hai người hãy tìm cách khắc phục những điều khác biệt. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, được nhận tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, nhận được lòng tin của khách hàng nên lời lãi đổ về. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nếu đang có một khoản tiền dư giả, hãy xem xét hoạt động đầu tư. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nếu còn điều gì chưa rõ, bạn có thể hỏi người giàu kinh nghiệm hơn mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đã đến lúc nhìn lại bản chất mối quan hệ giữa mình và người ấy. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, Mộc khắc thổ, người tuổi Tuất đã có đôi có cặp nên học cách thông cảm với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng bắt người ấy nghe mãi theo ý kiến của mình. Nếu có gì không hài lòng, bạn cũng nên chia sẻ thẳng thắn. Người độc thân không nên giữ những quan điểm tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn sợ rằng mọi người đến với mình không chân thành nên chẳng muốn giữ quan hệ với ai. Tuy nhiên, chính suy nghĩ đó khiến bạn bỏ lỡ lương duyên. Thực thần phù trợ, tình hình tài chính của bạn có những bước phát triển đáng mừng trong ngày hôm nay, nhờ vậy mà bạn không cần phải thắt lưng buộc bụng. Các khoản đầu tư đúng đắn trước đó đang dần đem lại lời lãi cho bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, nên học cách thông cảm với nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, nếu có gì không hài lòng, bạn nên chia sẻ thẳng thắn với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, không nên giữ những quan điểm tiêu cực về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, tài chính dư giả hơn trước. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, các khoản đầu tư đúng đắn trước đó đang dần đem lại lời lãi cho bạn. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi,
Nhị hợp giúp người tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, thậm chí bạn còn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Vì thế hãy tự tin đối diện với mọi thách thức và những điều bạn chưa biết trước. Việc hợp tác làm ăn với mọi người cũng đang diễn ra thuận lợi, bạn biết cách thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi, khiến tiền chảy về đầy túi. Bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cũng giữ khư khư lấy lợi ích của mình đã là cách làm việc thông minh. Tuy nhiên, xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực nguy là ngày xấu mọi việc, vì thế bạn không nên tiến hành những việc quá trọng đại. Hãy rời kế hoạch thực hiện sang một ngày khác phù hợp hơn, như vậy thì mới gặp được nhiều may mắn, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, hãy tự tin đối diện với mọi thách thức và những điều chưa biết trước. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, bạn biết cách thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi, khiến tiền chảy về đầy túi. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, không phải lúc nào cũng giữ khư khư lấy lợi ích của mình đã là cách làm việc thông minh. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, thu về một khoản tiền kha khá, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp, tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Ngọ, Mão, Tý. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Sửu, Mùi, Thân. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.